Mình xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Thấm thoát mà bây giờ cũng tới giờ phải lên đường đi về lại Mỹ rồi cô chú anh chị ha. Thì bây giờ Mai xin mời các cô chú anh chị cùng với gia đình Mai tạm biệt Việt Nam, lên đường về Mỹ ha. Đi cùng với Mai thôi, còn gia đình Mai thì ở lại đây. Hôm nay thì chú Hắn cũng qua đón tiễn cháu đi nè, thấy không? Này, hành lý thì cũng đem hết ra ngoài rồi đây. Hôm nay thì Mai đi sẽ gọn gàng hơn một chút, nghĩa là không có cái mua thêm hành lý, chỉ có một thùng và một cái vali lớn thôi. Cái vali nhỏ này của Mai thì Mai sẽ là carry on, là Mai sẽ kéo đi theo Mai luôn. Đây thì bố Mai đã gọi xe taxi rồi. Đợi một chút xíu nữa, khoảng 2-3 phút nữa là tới thôi. Mai thì mặc đúng bộ đồ lúc về ha. Về mặc bộ đồ nào thì đi sẽ mặc bộ đồ đó, cho nó không có mang nhiều đồ, cho nó thoải mái, mặc cho nó rộng rãi. Đây, dì Út của Mai qua tạm biệt nha. Tạm biệt nha. Ok, tạm biệt. Hè lại về tiếp. Nói chung là đi hơi bị lâu. Đây, cả gia đình Mai đang nói là ủa, có 4 tháng nữa nó về nữa rồi, thôi kệ đi cho nó đi, đâu có gì tiếc nuối đâu, đâu có ai buồn gì đâu. Trời ơi trời, mình đi mà người ta không buồn là biết mình ăn ở sao rồi, cô chú anh chị ha. Này, taxi tới rồi. Thật ra bây giờ nếu mà mình đi taxi này nhiều khi còn rẻ hơn đi Grab nữa đó. Bây giờ ai ngồi làm sao ta? Là sao? Ai cũng giành ngồi là sao? Mày ngồi trước ngồi đi. Ok. Vậy chắc là 1, 2, 3 1, 2, 3 Hương ngồi trước rồi, nó xây xe nó ngồi trước rồi. 1, 2, 3 à, thì cứ một năm về ăn Tết 2 lần, về nhà Việt Nam 2 lần thôi, đâu có gì nhiều. Người ta mấy năm về 1 lần chị biết không? Nói gì nhiều đâu, có số 2 thôi à. Được không bố? À, hay là bố chạy xe máy lên, hoặc là kêu một chiếc xe nữa hay sao? Cái đó để con cầm cho bố. Bố đừng để anh. Dạ. Rồi, để được rồi. À hả. Dạ. À, giờ chú Thắng chạy xe máy. Chú Thắng chạy xe máy xong chú mấy giờ chú Thắng về luôn. Đúng rồi, chú Thắng chỉ cần đi tiễn thôi phải không chú Thắng? Không cần gì. Có cần ăn nhậu nữa không? Cần ăn nhậu nữa không? À, tội nghiệp chú Thắng rồi, chú Thắng phải đi xe máy lên, tại vì kêu một chiếc xe nữa cũng được, chú Thắng không chịu, chú Thắng nói thôi thì sẵn tiện thì đi ra xe máy lên rồi chú Thắng đi về nhà chú Thắng luôn. Ở Củ Chi thì đi nó cũng gần hơn là phải quay lại đây ha. Tí nữa ông Thắng chạy về đây anh nhậu đi xong rồi hắn về. Tối nghiệp. Tối về cho cô về cô nuôi con nuôi cá gì đâu mà sợ. Mẹ Mai lại tiếc nuối là rủ chú Thắng về đây nhậu. Đấy, vợ mình đi làm rồi. Vậy ăn cơm. Rồi đi trước đi, đi bay trước. Ủa gì chứ không biết đường đi lên không ta? Không biết, sao biết. Vậy hả? À, dạ. Đi chuyển bao nhiêu là lần rồi. Nhưng mà chú chưa bao giờ chạy xe máy để gửi xe. Biết không? Ok, vậy thôi được. Ok đi. Bye bye chị Lan nha. Tết hè gặp lại, ok. Rồi, rồi. Ok. Năm mới làm ăn phát đạt nha. Rồi. Ok. Chào lên. Đây bố mới kêu ra sân bay quốc tế ra đi. Nói bố đừng lo, không lẽ ra đến. Tới sân bay rồi đông, chứ chị. Người đi ít, người đưa nhiều hơn người đi. Đúng rồi, một người đi là chục người đưa. Sẽ người đứng đây bỏ. Không có chỗ để vào bỏ đồ nữa. Quá trời đông luôn. Đây, mới tới sân bay rồi mọi người ơi. Bây giờ hết Tết rồi nên là rất là đông người ha, chuẩn bị là đi về lại nước ngoài đây. Đấy, bố Mai chú này cũng sở hữu khiêng thùng xuống. Đây, Mai đi đây cô chú chị ha. Mai, để con đi vô con check in trước đã nha. Ok. Con đi vô trước nha. Ok. Đây, Mai nhờ em này đẩy hành lý cho Mai đi vô check in trước. Chắc mở rồi á, chị bay chuyến 7:50.
thì thường là Mai tới những cái chỗ này thì Mai sẽ tìm mấy em đẩy phụ cho Mai ha, để em khiêng đồ giùm mình luôn, tại cái thùng đồ của Mai rất là nặng. Mình đi hàng thương gia thì mình sẽ được check in ở cái cổng khác. Đây, thương gia thì sẽ không có đông ha, cô chú chị đó, hàng phổ thông thì rất là đông ha. Nay Mai check in xong thì Mai đợi ở đây để hành lý đi qua cái cửa của hải quan cô chú chị ha. Nếu mà có gì trục trặc thì mình sẽ đứng đây mình đợi giải quyết đây luôn. Chứ bây giờ mà mình chỉ có check in xong mình đi ra lỡ có gì là không được đâu. Mình phải ngồi đứng đây mình chờ một chút xíu. Đây em này là giúp Mai đem hành lý vô ha. Em sẽ có trách nhiệm là khiêng phụ mình lên cái băng chuyền đó rồi chờ với mình, nếu mà có chuyện gì xảy ra thì em hỗ trợ mình. Thì Mai hỏi là bao nhiêu tiền thì em nói 10 đô nhưng mà Mai cho em đó 15 đô luôn. Wow, mấy cái quầy nè cô chú anh chị thấy không? Quá trời đông luôn. Đây là Singapore Airlines nè. Nhà hàng phổ thông thì phải chờ vậy đó. Bây giờ thì Mai sẽ đi ra gặp bố mẹ chơi chút xíu. Khoảng 6 giờ 15 6 giờ rưỡi thì Mai vô được rồi. Em đã nói vậy á. Đây chắc còn khoảng 1 tiếng nữa lận nên gia đình Mai sẽ kiếm cái quán nước nào để ngồi cô chú anh chị. Tại vì 1 tiếng lâu lắm. Bố Mai chú Mai thôi, giống như là tiết tiền. Người lớn tuổi họ hay tiết kiệm á cô chú anh chị, còn mẹ nó ok, tại 1 tiếng nữa lận mà thì mình kiếm chỗ nào mình ngồi cho thoải mái, mát mẻ. Đây mẹ đẩy vali giống như là mẹ đi vậy ha. Đây tới cái quán cà phê đây rồi. Trời ơi, 3-4 em cuốn nè. Chú Thắng chị nó chắc bắt em này cũng đi Mỹ lên. Trời ơi coi kìa, dễ thương không? Cưng không? Giống cục bông dễ sợ luôn không? Đây sân bay bây giờ rất là đông ha. Bây giờ hiện tại Mai đang ở sân bay là 5 giờ 45 á. Mà đông vậy nè, tại vì thời điểm này là thời điểm Việt Kiều bắt đầu đi quay trở lại nước nè. Nên là rất là nhiều người đi tiễn. Em mẹ muốn ăn kem, đó lấy kem đi. Đây là phở Big Bowl của chính chị ha. Đây là quán phở nổi tiếng sân bay. Đây nước ra đây đây, đó. Trời cái ly này cũng bự ha. Đúng thiệt là cái Big Bowl nên thành ra cái gì cũng bự luôn. Hôm nay là gia mình Mai có 6 người uống 6 ly nước thì tổng cộng là 474.000 của chính chị. Đây. Chanh dây của Mai uống ngon lắm nha cô chú chị. Ngon. Mai thích là con mà chú Thắng khen là cà phê của chú Thắng ngon. Nghĩa là chỗ này bán phở cũng được mà bán nước cũng được ha. Đây là phở Big Bowl, là phở đặc trưng của sân bay đó. Đồ phở mà có size bằng với size nước ngoài luôn á. Kem ngon không mẹ? Sao thấy mẹ cạo dữ vậy? Hèn chi thấy mẹ cạo dữ. Tại vì cái hương nó kêu là hơi cứng. Thấy mẹ cạo khiến thấy. Để lạnh quá mà. Dạ nghe thì cũng nhau ăn nữa. Tình thương quá. Chú Thắng thấy không? Chú không bằng giấy, chú đổi lại thì chắc là chú quấy nó dữ quá. Rồi đúng nữa. Đúng rồi, tao cứ lấy tay chọc. Đó. Đúng rồi. Ống hút bằng giấy mà chú Thắng cứ khuấy đã còn liếm nữa chứ còn cắn nữa. Thôi để lấy ống hút khác đi. Để cho anh kêu nó đây. Đây, chú Thắng cái ống hút giấy mà chú Thắng cứ lấy cái dầm, cái dầm, cái dầm hơi bốn hút nó tè ra, nó sao tao không hút được. Bố mày nói là đáng lẽ phải cho cái muỗng giống Châu nè, mà mày quay lại nhìn là có mình Châu có muỗng thôi, không có ai có muỗng hết á. Chắc nuốt hết muỗng rồi. Ngọt ngọt hơn xíu thì ngon. Kem xong rồi đó hả? Đó, Hương nó ăn một hũ kem, nó uống một ly cà phê. Thì kia nó không thích cái ly cà phê đó nên nó làm cái rột luôn chó lẹ. Coi giống vậy mày hỏi mẹ Mai là có đi học và nấu trà sữa hay nấu các loại nước để bán không, hay là học để biết, hay là Hương nó cũng muốn học, nói là thôi kệ nó, hai người học chung. Cái bố mày nghe vậy thì bố mày nói là vấn đề là tao không uống được nhiều đâu, bố sợ liền. Bố là chỉ uống rượu bia được chứ uống trà sữa là không có hảo. Ở tháng cũng sợ. Nghĩa là mỗi lần mà mẹ nấu là bố phải ủng hộ, bố mệt lắm đến bố. Bố phản đối liền luôn. Khổ vậy. Một lát sau. Thôi đây bây giờ mình chuẩn bị đi vô thôi cô chú anh chị ha. Đó. Để Mai lấy đồ. Ngồi chơi một chút xíu cũng tới giờ rồi ha.
mai cũng lên đường đây. Quá trời đông quá chứ gì. Đông quá đông. Đây 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 thôi được rồi, bố mẹ với mọi người đi về đi, cũng đâu xong giờ rồi đúng không? Về đi con. Hả? Bố đi đâu vậy? Bố đẩy xe thôi đi. Bố đi đâu vậy? À, hết Tết rồi cô chú chị ơi. Sân bay đông hả? À không, không bằng nhau. Thường với anh Thắng là xem. Thường với chú Thắng là. Thôi bây giờ con đi vô nha. Mọi người đi về đi ha. À hả? Ok, bye bye mọi người. Bye. Tạm biệt nha. Ok, chơi đi á. Ok. Rồi mày đi vô nha cô chú anh chị. Tới giờ rồi. Đây đi cũng thấy bùi ngùi ha. Nói chung là mai thì cũng hơi nôn về à. Gặp ông xã với lại mấy đứa nhỏ rồi. Tại vì đi cũng hơi lâu, cũng nhớ nhà rồi. Mà chắc cũng 5-6 tháng sau mai lại về tiếp nên cũng không có gì là buồn hết á. Sẽ làm thủ tục hải quan ở đây. Hôm nay không có quá đông hả cô chú anh chị, nhìn cũng ok. Và bây giờ thì Mai sẽ vô scan đồ. Đây bây giờ Mai đã ra khỏi cái security check in rồi. Mai chuẩn bị đi vô cái lao này để đi vệ sinh các cô chú anh chị. Tại vì ở trên lao thì Mai nghĩ là nhà vệ sinh chắc sẽ sạch hơn. Đây Mai đi vệ sinh xong rồi. Định vô cái lounge nhưng mà do là thấy còn có 10 phút nữa thôi nên mình đi thẳng tới cái cửa luôn để mình đi ha. Nên mình không có ghé vô lounge tại không có thời gian của chú anh chị. Có 10 phút mà thôi thì đi thẳng tới cửa luôn cho rồi, rồi đi lên máy bay ngồi cho nó ấy ha, cho nó yên vị. Mất công mà đi trễ nó phiền lắm. À, cửa Mai đi ngày hôm nay là cửa số 20. Lúc nãy thì Mai cũng có một cái trải nghiệm khá là không có vui. Thật sự là thì không có vui không phải là gì, tại vì mình cảm thấy sao mà cán bộ hải quan của Việt Nam thật là nhũng nhiễu và nói chung là không có được ổn có lắm cô chú anh chị ha. Lúc mà Mai lên Mai làm cái thủ tục xuất cảnh thì anh hải quan anh hỏi Mai đó là đi dàn Tết hả, cái mình nói dạ. Thì anh mới hỏi Mai là có lì xì gì cho em không, cái Mai nói ủa em đâu có làm gì sai đâu anh. Cái anh nói à, không phải làm gì sai nhưng mà em chỉ hỏi lì xì thôi chứ chị không làm gì sai hết. Thì thật ra Mai thấy là một cái thái độ mà xin tiền cách lộ liễu như vậy á, cảm thấy không có vui, cảm thấy buồn cho đất nước mình. Tại vì nếu mà cứ như vậy hoài á thì không bao giờ phát triển được cô chú anh chị ha. Tại sao mà lại để những con sâu mà làm rầu nồi canh mà cứ để mãi vậy mà không thay đổi được đúng không? Không có đáng là bao nhiêu, mình cũng chẳng có cho ảnh. Tại vì mình cảm thấy mình không có đồng lòng với cái việc làm này. Cái đó là Mai không có cho ảnh tiền. Thì mình cũng có thể cho được chứ sao không cho được ha. Tại vì những người mà đẩy hành lý cho mình thì mình vẫn có thể cho tiền mà mình cho thêm nữa. Nhưng mà thật sự ra thì cái việc làm này là cái việc làm không có đúng. Hối lộ hay xin xỏ là những cái việc làm mà đáng xấu hổ, mình cần phải bỏ đi. Nên Mai không có ủng hộ, Mai không có cho đồng nào hết á. 5 đồng cũng không cho nữa chứ đừng nói. Đây, cửa 20 đây rồi. Chưa. Bây giờ họ đẩy mấy cô chú đi xe lăn vô trước ha. Ok. Vẫn chưa được lên máy bay. Chỉ cho những người đi xe lăn trước thôi, với lại những người cần trợ giúp đặc biệt ha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, em cất đi được hả chị ha? Mình cất bít small, mình chỉ cần cầm cái này, chỉ R đó là xong rồi nè. Dạ. Ok, thank you. Đây. Rồi, cảm ơn em. Vô thôi, vô thôi. Đây, Mai đã lên tới máy bay của chú anh chị hả? Đây, ghế của mình đây. Máy bay này thì hơi nhỏ so với máy bay bay qua bên Mỹ ha. Nhưng mà cũng rộng rãi, thoải mái thôi. Đây là mền. Và Mai thích cái mền này hơn. Cái mền này nó như ấm hơn. Gối. Đẩy chân. À, bây giờ ngồi yên vị để nhắn tin cho chồng cái coi báo với chồng là mình đã lên máy bay rồi. Hôm nay không hiểu sao nhưng mà quy định của Việt Nam á là mình phải đeo khẩu trang của chú chị. Từ cái chặng mà từ Singapore về Việt Nam á là họ bắt mình phải đeo khẩu trang lên. Còn nếu mà
từ Singapore đi Mỹ thì không cần phải đeo khẩu trang ha. Cũng hơi khó chịu, lâu lâu đeo lại thấy cũng hơi khó chịu chút. Đây là tai nghe nè, đây là sạc ha, ai muốn sạc điện thoại sạc gì thì cắm vô đó sạc. Và phim ai muốn coi thì coi ha. Đây là cái điều khiển, đây là cái chỗ cắm tai nghe của mình, đây là bảng điều khiển ghế ngồi của mình cô chú chị đó, thấy chưa, mày bấm vô thì nó sẽ hiện lên. Tắt tivi đi nè, thì tivi sẽ tắt. Đây là thực đơn của mình ngày hôm nay cô chú chị ha. Đây khai vị thì có gỏi đu đủ, ngó sen của Việt Nam mình. Rồi bữa ăn chính thì mình có ba lựa chọn ha. Cái lựa chọn thứ nhất là cái cá hay ha. Cái lựa chọn thứ hai là Vietnamese style gà kho sả. Cái lựa chọn thứ ba là heo ba rọi kho kiểu của người Trung Quốc, kiểu đầu tiên là chắc là của Singapore. Và dessert là đây, những cái món này đây. Mai thì mai chọn gà kho sả của Việt Nam mình ăn cho nó, ăn món quê hương cho nó giống ha. Mình thì cái khẩu vị của Việt Nam thì vẫn cứ thích ăn đồ của Việt Nam hơn. Và mai xin cái chị này một cái ly trà lại nữa, chị nói ok. Đây là họ mời mình nước nè cô chú anh chị ha. Mai uống nước cam chứ mai không có uống champagne, là họ có mời champagne nữa. Mời cả nhà uống nước cam cho với mai nha. Ngon cô chú anh chị. Nước cam của Singapore Airlines lúc nào cũng ngon hết á. Đó, cô chú anh chị thấy chân mày của Mai hôm nay cũng mới đi dặm lại ở ngoài Anh hôm bữa đó. Thì giờ nó cũng khá là đều hơn rồi. Thật ra thì nhìn vô hình như vậy thôi, nhưng mà ở ngoài thì Mai nhìn thấy nó khá là đều của chúng chị. Hết rồi. Đó, lần nào lên cũng uống sạch một ly nước cam của người ta hết trơn á, không có ngại ngần mắc cỡ gì đâu. Bây giờ họ tắt đèn hết trơn, cô chú anh chị chuẩn bị cất cánh ha. Hơi trễ trễ rồi đây, bây giờ là 8 giờ 9 phút rồi. Trên chuyến bay của Mai thì có tới hai bé nhỏ lận, đứa thì khóc đầu này, đứa thì khóc đầu sau, muốn biết lỗ tai luôn. Đây máy bay đang di chuyển ra sân băng này cô chú anh chị. Đây có một chiếc máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Bơ tỏi quá, thèm quá, đói bụng quá. Tại lúc nãy mẹ uống nước chanh dây rồi uống nước cam nên thành ra nó sốt ruột đó cô chú chị. Đây bữa ăn tối của Mai đây. Thank you. À, đây là cái salad của Mai nè. À, với lại cái này là cái bánh tráng miệng. Yes, thank you so much. Đây là cái nước mắm. Đây là gỏi gì ta, nói chung đây là gỏi ngó sen hay gỏi gì của Việt Nam á, thì bây giờ Mai rưới cái nước mắm vô ha. Đúng là ăn kiểu Việt Nam luôn á, có nước mắm nha. Cái điều ăn mắm như thế này nó hơi hôi nha. Ok, thank you. Is this lemon grass chicken or something? Chicken, yeah. Yeah, thank you. Gà kho sả nè cô chú chị. Còn đây là khai vị nè, gỏi ngó sen nè. Mời các cô chú anh chị ăn tối chung với Mai nha. Chút xíu đó thì bạn ăn bánh tráng miệng xong. Can I have a garlic bread please? Chị này chị đưa bánh mì tới cho mình nè. Thank you so much. That's it. Yeah, that's it. Thank you. Anh này anh cũng mang nước trà tới cho Mai nè, trà lại đi. Trời ơi, bữa ăn thịnh soạn cô chú chị ha. Chỉ có bay 1 tiếng rưỡi thôi nhưng mà vẫn được ăn một bữa ăn đầy đủ như thế này. Ngon quá, xin mời các cô chú chị ăn đời. Em ăn bánh mì tỏi chứ. Thơm á. Thơm của tỏi, béo của bơ. Ngon.
qua cái gỏi nữa. Gỏi giòn, chua chua ngọt ngọt ngon. Nhiều món nào cũng ngon cô chú chị. Mấy khách đi hãng Singapore Airlines bởi vì đồ ăn của hãng này rất là ngon và hợp với khẩu vị của Mai. Ăn cơm gà kho sả nha. Hơi ngộ ngộ. Mà ăn cũng ngon. À, bây ăn thử cái bánh này, bánh tráng miệng này nhìn ngon quá ha. Đây Mai ăn hết gỏi của Mai, Mai ăn hết cái bánh tráng miệng, bánh này ngon lắm nha cô chú anh chị. Chỉ có cái điều bữa ăn này thì Mai không ăn hết thì Mai ăn cái gà này có nước cốt dừa chấm mà Mai không có thích nước cốt dừa thôi. Mai chưa chỉ chọn giùm Mai cái tray ha. Xong rồi nè. Còn để lại nước trà thôi. Nước trà thơm ơi là thơm luôn. Thơm á, Mai quay lại Mai coi tìm tiếp đi. Tới Singapore rồi, 1 tiếng 30 phút. Hiện tại bây giờ là 10 giờ kém, là 11 giờ kém ở bên Singapore ha. Thank you. Rồi. Mai chỉ có 1 tiếng thôi cô chú anh chị để đi tới cái điểm tiếp theo ha. Phải đi thật lẹ đây. Tạm biệt cả nhà, Mai sẽ đi tới đó là bay quay sau, tí giờ có 1 tiếng thôi. Để sân bay Singapore buổi tối cô chú anh chị có rất là nhiều người ngủ. Nghĩa là người mà người ta phải quá cảnh mấy tiếng là người ta tranh thủ, người ta tìm chỗ ngủ ha. Hiện tại đây bây giờ là khoảng 11 giờ Singapore này. Đây là tiếp viên của Singapore Airlines nè cô chú anh chị. Mặt đầm cũng dễ thương ha. Bây giờ thì Mai sẽ ra cái bảng này để Mai coi cái chuyến bay của Mai thì nó ở cửa số mấy. Chuyến bay của Mai ngày hôm nay là SW26, nghĩa là Terminal A2. Mai sẽ đi tìm cái A20, A2 chứ, nói lộn. A2. Đây là A15 nè, có chứng tự ha. Hình như số xuống đây là giảm dần, nên Mai sẽ tới A2. Mai chỉ có 1 tiếng để di chuyển từ cái cửa máy bay này tới cái cửa máy bay kia thôi, nên thành ra là Mai phải đi cho thật lẹ, tranh thủ nha cô chú anh chị. Hồi nãy là phải đi vệ sinh rồi, nên bây giờ phải đi thật nhanh. Đây Mai đã đi qua được cái cửa scan hành lý một lần nữa ha. Bây giờ tới cái cổng số 2 bây giờ cũng an toàn rồi đó. Bây giờ mới thấy an tâm ha. Chứ còn quá cảnh mà có 1 tiếng thôi á là không thấy an tâm cô chú anh chị, cứ phải đi như chạy vậy đó. Đây là khu vực phòng chờ nè. Cửa Mai là cửa A2. Đây chưa gì hết, mọi người đứng tùm lum tà la hết rồi. Rồi Mai lại lên máy bay của chú anh chị ha. Vừa thoát khỏi cửa này là lên máy bay cửa khác liền. Ở đây họ tới cái cửa lên máy bay này mà cũng có cái nhân viên an ninh á, hải quan á, kiểm tra cái green card, cái thẻ xanh của mình, với lại kiểm tra cái vé á. Đủ, nói chung là họ cẩn thận. Sao nghe mùi ẩm nốc. Máy bay này là máy bay to của chú anh chị, máy bay Airbus 380 với cô chú chị, A380. Máy bay này rất là to, mà đã đi một lần rồi. Mình sẽ bay tới Đức, xong rồi mình tiếp nhiên liệu, xong rồi mình lên máy bay là mình bay về Mỹ luôn. Từ Đức bay về Mỹ, Frankfurt. Cổng này là cổng đi riêng cho Business Class. Đây là tầng trên của máy bay ha. Tại vì chiếc Airbus 380 này là có 2 tầng. Cái Business Class mà đang ở tầng trên, còn cái Economy thì ở tầng dưới. Có cổng riêng. Hay, mệt quá. Đi như chạy vậy đó. Em Mai lên được máy bay rồi chú anh chị. Ôi nó mới mệt ha, nó chạy. Nói chung là rớt từ máy bay này xuống là chỉ có kịp đi vệ sinh xong là nhảy lên máy bay khác liền luôn á. Mai để cái hành lý dưới chân này, cái anh tiếp viên anh nói mình để đây được. Đó thì cô chú anh chị thấy không, cái chỗ ngồi ở bên máy bay Airbus A380 này nó bự hơn ha cô chú anh chị ha. Đó.
khoang này nó ngồi rộng hơn, thoải mái hơn cô chú anh chị. Mai rất là thích cái chỗ ngồi đây. Ở đây họ có để chai nước này, thì Mai uống miếng nước, khát nước quá. Chạy khát nước quá. Đây họ đưa cho mình cái nước welcome. Họ mới uống rượu vang hay là uống nước cam, mà Mai lúc nào cũng uống nước cam hết á. Xong rồi lần nào mà Mai mang cái áo đây, họ cũng hỏi là có muốn mình cất cái áo cho mình cho bạn không. Nói không, mình muốn để cái áo đây à, để nó tiện, khi nào mình xuống thì mình lấy luôn, mình khỏi phải chờ đợi, phải không? Tính mình là vậy đó. Mai thì Mai chẹt cái điện thoại này luôn. Đây Mai cũng sắp xếp gọn gàng rồi ha, giỏ giày gỡ ra rồi. Vớ thì có vớ của mình, không cần vớ của người ta nữa. Đây có tai nghe này, lấy lên chuẩn bị coi phim. Chuẩn bị coi phim. Đây có nhiều bạn hỏi Mai đó là tại sao không bay của Vietnam Airlines, bay thẳng qua Bỉ luôn mà phải bay hãng Singapore Airlines, tại vì phải quá cảnh. Thì Mai cũng trả lời như vậy luôn. Vietnam Airlines thì chỉ có duy nhất một chuyến bay thẳng tới San Francisco thôi, mà từ San Francisco tới cái chỗ Mai ở đó là bay khoảng 6 tiếng nữa cô chú anh chị ha. Thì thực ra là từ tiểu bang Mai cũng không có cái chuyến bay thẳng nào từ Mỹ đi Việt Nam hoặc là từ Việt Nam đi Mỹ hết. Thì Mai bắt buộc phải quá cảnh ở một nơi, thì do đó là Mai không có lựa chọn cái chuyến bay của Vietnam Airlines từ San Francisco về Việt Nam ha. Mất công mình phải bay 6 tiếng qua San Francisco rồi mình bay từ San Francisco về Việt Nam thì nó cũng vậy thôi. Thì Mai bay của Singapore Airlines. Nhưng mà cái điều nữa Mai thích chọn Singapore Airlines là bởi vì đồ ăn của Singapore Airlines nó hợp khẩu vị với mình, hợp khẩu vị với Mai và người châu Á của mình. Rồi cái máy bay của Singapore Airlines thì rất là tốt, dịch vụ rất là tốt luôn á. Máy bay lần nào mà bay qua Mỹ ngược lại á, thì cũng bay cái máy bay là Airbus A380 hết á. Thì cái thật sự ra thì cái khoang thương gia á, mọi người cứ nghĩ là khoang thương gia của máy bay nào cũng giống như nhau, nhưng mà thật sự không phải nha cô chú anh chị. Cái máy bay Airbus A380 á, cái khoang thương gia của nó rộng rãi hơn và nó thoải mái hơn rất là nhiều. Giống như cô chú anh chị thấy lúc nãy á, Mai đi cái máy bay kia, Mai cũng không biết, Mai không nhớ nó là máy bay gì, nhưng mà không phải là Airbus A380 thì nó nhỏ hơn. Mai nó nhỏ hơn và nó không có được thoải mái bằng cái khoang thương gia này ha. Mai thích cái này hơn rất là nhiều luôn. Và cái điều nữa đó là Vietnam Airlines mình không có cái máy bay Airbus A380 này. Và hầu hết cái máy bay mà Vietnam Airlines mình mua đó là mua lại, mua cũ, mua sử dụng lại chứ không có mua mới. Còn máy bay của Singapore Airlines là người ta mua mới hoàn toàn, và máy bay của người ta to hơn nữa. Nên ông xã Mai là nói là đối với những chuyến bay dài như vậy thì mình nên chọn những cái hãng hàng không mà mua máy bay mới và có máy bay to thì nó sẽ an toàn hơn. Do đó thì Mai lựa chọn, thì đây là ý kiến cá nhân của Mai, chứ Mai không có phân biệt gì hết, Mai cũng không có nói gì hết. Thì tùy mỗi người mỗi quan điểm, thì ai thích đi hãng nào thì đi hãng đó cô chú anh chị ha. Thì đây là do là cái đây là ý kiến suy nghĩ của Mai nên Mai đi Singapore Airlines. Còn mọi người muốn đi hãng nào thì mọi người cứ đi theo cái hãng mình thích, không có gì hết. Bây giờ thì Mai sẽ uống nước cam của Mai. Mai rất là thích nước cam chào mừng ở hãng Singapore Airlines này, rất là ngon của chú chị ha, đậm đà. Lần nào lên á Mai cũng uống hết một ly này, biết là nó nhiều acid nhưng mà mình vẫn uống tại vì nó ngon chịu không nổi. Đây cô chú anh chị thấy không? Ngay cả cái chỗ ngồi nó cũng có đèn led nữa nè, thấy không? Rất là đẹp ha, hình những cái cánh chim á. Mai thích cái điểm này đó, nó rất là đẹp và cái màu ghế nó cũng đẹp nữa, thấy nó thích. Chỉ biết vậy thôi, nó chỉ thích thôi. Sự khám phá dòng dòng. Cái đây là cái chỗ sạc nè cô chú anh chị ha, cái cổng sạc nè. Mình có thể sạc 2-3 giây thì cũng được nè. Ở đây là cổng sạc USB, đây là cổng sạc cắm ha, mình sạc 2-3 cái cũng đều được luôn. Và đây cũng có một cái sợi cổng sạc nữa nè, thì Mai sạc cổng ở đây. Thì chút xíu nữa Mai sẽ sạc cái điện thoại này bằng cái cổng cắm đó. Mai mang rất là nhiều dây sạc đi. Đây là bệ tì tay nè đó, mình để như vậy. Bên này thì cũng có cái của bên này, hai bên đều có. Cái ghế này thì bàn ăn là dưới đây nè cô chú chị ha. Đây là cái bàn ăn, mình mở được nè. Đây là cái nút điều khiển tivi, mình sẽ coi phim. Đây là nút điều khiển ghế, điều khiển đèn. Đây là đèn đọc sách, đèn đó mình có thể điều khiển. Đây là kiến hay gì đó, đúng rồi, kiến soi đó. Cô chú chị thấy không? Này, ở đây có một khoang để đồ, chứa đồ mà Mai cũng không có nhu cầu chứa gì hết ha. Closet không cần thiết. Mai thì treo cái áo đó, chỗ đó là cái chỗ móc áo ha. Còn đây là mền gối của Mai để dưới đây nè, thấy không? Mình sẽ nằm thẳng ra, duỗi thẳng cái chân tới đó thì cái ghế này ngã ra, tối mình ngủ như vậy đó. Đây, trong thời gian mình chưa có ngủ thì mình kéo cái này ra để mình duỗi chân ha.
nếu mà mình muốn giữ chân thì mình cứ kéo ra mình giữ chân như vậy. Mai thích cái hạng thương gia này được điều đó là mình ngồi á, thì máy bay nào cũng vậy thôi chứ không phải riêng cái máy bay này ha. Thì ở giữa hai cái hàng giữa này nè, giữa hai cái ghế cái bên á, thì nếu mà mình đi người nhà thì mình có thể hạ cái này xuống, còn nếu mà mình đi mình là người lạ thì mình kéo nó lên. Đảm bảo sự riêng tư ha. Nhưng mà có một điều Mai thích nữa đó là đối với hạng thương gia thì tất cả các tiếp viên đều phải biết tên của hành khách ngồi ghế này và họ kêu tên mình đàng hoàng, họ xưng hô với mình bằng tên của mình. Đây Mai uống xong ly nước cam, mày thấy không, lần nào mày cũng uống hết á. Đây là cái thực đơn của Mai nè. Thì ngày hôm nay bạn ấy sẽ cho mình ăn 3 món lựa chọn. Một là sườn bò, cái hai là noodle soup, có nghĩa là mì nước đó cô chú chị ha, với lại heo. Cái thứ ba đó là black bean chicken, là thịt gà. Thì Mai chọn cái mì nước ha. Đó, đây là thực đơn nè. Đây cô chú anh chị ơi, thì lúc nãy tới giờ thì mình mới ở châu Á thôi, mình mới bay từ Việt Nam đến Singapore là châu Á thôi. Thì chút xíu nữa Mai sẽ đi từ châu Á tới châu Âu, đó là Frankfurt của Đức. Và sau đó thì Mai sẽ bay từ châu Âu qua tới châu Mỹ, đó là sân bay John Kennedy của New York, Hoa Kỳ ha cô chú anh chị. Thì chuyến bay này của Mai sẽ bay qua 3 châu lục, đó là từ châu Á qua châu Âu và từ châu Mỹ. Xin mời các cô chú anh chị đi một vòng cùng với chuyến bay của Mai nha. Này bây giờ họ bắt đầu hạ ánh sáng xuống, chuẩn bị cho mình coi cái an toàn bay và cất cánh nha cô chú anh chị. Đây máy bay đã cất cánh nha cô chú anh chị. Tới thui tới mù họ cũng tắt đèn cho mọi người ngủ rồi. Đây Mai xin cái thời gian dớ với lại đôi dép của chú chị để mang. Đây họ mang trà với lại mang hộp điều cho Mai ăn ha. Trà jasmine, trà lài, Mai thích lắm. Mai ngồi coi phim. Này bây giờ tới giờ ăn. Bạn ấy trải bàn cho mình đây cô chú chị. Đây là cái món khai vị của chú chị ơi. Cái này là món cá hồi xông khói á cô chú ha. Đây ăn chung với lại cái này là cái gì mà chưa biết nữa, để Mai phải ăn thử mình mới biết ha. Để giờ Mai không có giờ mà xin miếng nước ngọt mà để uống cho nó tiêu, thấy nó khó chịu á. Cái này là không biết là cái gì nữa, nhưng mà là rau củ á cô chú chị. Đi mấy lần quen đồ ăn của Singapore luôn, lúc nào cũng ăn cái cá hồi xông khói này hết. Mai thì thích ăn bánh mì tỏi nên thành ra là mỗi lần mà họ đem bánh mì tới mình đều chọn bánh mì tỏi. Đây ảnh dọn cái đồ cũ đi ha, và ảnh đưa tô mì cho Mai nè. Ngon chưa? Mì thịt bằm bò viên há cảo, có chén nước mắm ngon cho cô chú chị. Quá chi ngon luôn ha. Mời cả nhà ăn mì chung với Mai nha. Ăn đó thôi. Mai thì Mai thích mì nước. Mì này Mai không có thích cô chú chị, tại vì cái thịt viên nó hôi lắm. Mà Mai cũng no quá rồi nên thôi không ăn nữa. Đây bây giờ Mai dọn giường xong rồi cô chú chị, Mai đi ngủ đây nha. Mai tắt tivi đây. Đi ngủ thôi. Sau 6-7-8 tiếng ngủ dài thì bây giờ Mai thức dậy rồi cô chú anh chị. Mai cũng đánh răng xong rồi. Ngủ mà ngủ nằm thẳng được lưng thì nó khỏe, còn ngủ mà mình không có thẳng được lưng á, mình không có cái duỗi được cái chân mình ra là mình không có khỏe. Nhưng mà đi cái hạng này thì Mai thấy là nó không có, nếu mình cảm thấy tù túng lo bó lắm, mình thấy mình khỏe hơn rất là nhiều. Và ít nhất thì trong cái chỗ mình ngồi nè, mình có thể đứng dậy, mình có thể vận động nếu mà mình muốn ha. Thì nhiều cô chú anh chị cũng hỏi Mai đó là đánh răng làm sao, thì Mai cũng mới đi đánh răng xong nè. Ở trong cái nhà vệ sinh của máy bay đó họ có những cái ngăn á để bàn chải đánh răng với kem đánh răng cho mình ha. Mình vô đó mình mở, mình nhấn cái hộc đó ra, mình lấy mình đánh răng ha, rửa mặt. Bây giờ thì Mai chuẩn bị ăn sáng. Bạn tiếp viên bạn hỏi Mai muốn ăn gì thì Mai hỏi bạn nó có mì nước gì không, thì bạn nói bạn có mì nước cá viên, thì Mai ăn mì nước cá viên chút xíu nữa bạn sẽ bưng lên cho mình ha. Bây giờ Mai chuẩn bị ăn sáng đây, đói bụng lắm rồi.
Đây là khai vị của Mai cô chú anh chị ha. Thì trái cây bưởi nè, một miếng thanh long, một miếng dâu và một vài trái blueberry là trái Việt Quốc, cục bơ. Mai rất là đói luôn, ăn gửi trước đi. Nè, Mai có nước ngọt với lại trà nóng thôi chứ gì. Đói bụng quá, uống miếng nước ngọt cho đỡ đói. Họ mang cho mình một cái bánh croissant. Không phải là họ mang croissant mà họ đem cho mình một cái khay bánh mì. Rồi Mai lấy cái bánh croissant này. Đây là bữa ăn sáng của Mai cô chú anh chị. Lúc nãy thì Mai gọi là cái mì cá, nhưng mà Mai nhìn trong thực đơn có mì tôm dùm á, nên Mai chuyển qua là mì gói tôm dùm. Trời ơi ngon quá, nhưng thèm mì gói dễ sợ luôn á. Em mời cả nhà ăn sáng chung với Mai nha. Ngon. Đây Mai ăn xong tô mì rồi, ngon quá. Mai chuẩn bị hạ cánh xuống Frankfurt của Đức. Mai tới châu Âu đây. Đây, máy bay hạ cánh tới Frankfurt rồi. Mình chuẩn bị xuống thôi. Mình có 2 tiếng để ở đây cho máy bay họ tiếp tế nhiên liệu. Okay. Này, mày ra khỏi cửa máy bay rồi. Này, mình đi New York, mình sẽ đi hướng này. Nhiệt độ bên ngoài trời là 1 độ C, khá lạnh nha. Này, mày mới đi... giấy tờ chị đã nói là cái business class ở phía sau này, và mình sẽ quay lại cái cửa này sau khoảng lúc 8:15, bây giờ là 7:40 rồi, có nghĩa là khoảng 1 tiếng nữa ha mình thể quay lại cửa này. À, đây là cái lounge business, mình đi vô trong này. Đây là cái lounge cho business class ha, mình có thể vô đây mình ăn uống nghỉ ngơi đi vệ sinh. Ở trên này cũng yên tĩnh hơn. Họ có một ít trái cây với ít nước uống cho mình. Mình tìm chỗ nào mình ngồi cũng được. Mai đi một vòng. Đây có một ít trái cây nè cô chú anh chị. Bacon, nấm, soup. Hi, how are you? Sorry. No? Oh, I'm sorry. Mai thấy người châu Âu ở đây họ không có được thân thiện lắm cô chú anh chị ha. Mình quay phim một chút xíu cái business lounge này. Họ nhân viên họ nói là không có được. Rồi Mai nói ok mình xin lỗi cái mình tắt máy đi. Tại vì khi mình chỉ muốn quay đồ ăn cho mọi người xem thôi. Mà Mai cũng không có thấy cái bảng để là không có được quay phim. Do đó thì Mai nghĩ là nó bình thường giống như mấy chỗ khác nên Mai quay phim. Nhưng mà họ không cho quay thì thôi, mình tới đây mình ngồi nghỉ ngơi cô chú anh chị ha. Bây giờ tìm chỗ đi nhà vệ sinh cái đã. Bây giờ Mai ra khỏi phòng chờ. Mai sẽ đi xuống dưới, tại vì cũng sắp tới giờ của chú anh chị, còn 15 phút nữa thì thôi mình đi xuống dưới luôn, chứ mình ngồi đây sợ nó không trễ nữa. Ngồi đây cũng đâu có làm gì đâu, đâu ăn uống gì đâu, tại trên máy bay ăn nhiều quá no rồi. Thế nếu mà ai không có đi hẹn business thì ở đây họ cũng có bán đồ ăn nè của chú anh chị, bánh đủ thứ, nước nè. Sao mình ra đây mình ngồi mấy cái ghế ở đây mình thấy cũng thoải mái dễ chịu lắm ha. Đây thấy không, ghế mà mình duỗi là thẳng cái chân luôn. Chúc Mai quay lại cửa 46 này. Mai ngồi đây chờ luôn. Đây có một cái ghế trống, ngồi đây. Đây bây giờ là thấy xếp hàng rồi nè cô chú anh chị ha. Xếp hàng dài dài rồi nè. Chắc Mai cũng quay lại đi lên máy bay thôi. Mai hàng dài này cho cái business class nè cô chú anh chị. Công nhận đông thiệt luôn nha. Tại máy bay này to nên thành ra là máy bay này chứa tới mấy trăm hành khách lận. Nên cái hàng business class của máy bay này cũng nhiều luôn á. Đây khi Mai quay lại thì họ dọn dẹp sạch sẽ rồi cô chú anh chị ha. Nhìn nè. Đây cũng là cùng một cái máy bay luôn đó, nhưng mà họ chỉ dừng lại để họ tiếp nhiên liệu thôi. Lại uống nước cam cô chú anh chị, mỗi lần mà leo lên máy bay là được uống ly nước cam ha. Nước cam, nước cà chua, nước lọc, Mai uống nước cam. Đây Mai chờ từ nãy giờ chứ cũng phải nửa tiếng 45 phút rồi cái máy bay này nó mới chịu nhúc nhích cô chú anh chị. Nãy giờ là không biết sao mà đợi hoài luôn ha. Bây giờ thì Mai chuẩn bị coi phim và chuẩn bị ăn tiếp. Chứ lên máy bay cứ mỗi lần lên là người ta cho mình ăn thôi cô chú anh chị ha. Chuẩn bị cất cánh ổn định xong là họ sẽ cho mình ăn thôi.
Bây giờ Mai kịp coi tiếp cái bộ phim mà Mai đang coi dang dở, đó là bộ phim Avatar. Máy bay cất cánh rồi, họ mang cho Mai một cái ly trà jasmine. Mai vừa uống trà vừa coi phim. Đây họ đang phục vụ đồ ăn nè cô chú anh chị. Trà họ đưa một cái tray ra nhìn cũng đẹp quá ha, nguyên một cái bàn luôn. Tại vì họ có cái chicken satay là cái thịt gà nướng xiên á cô chú anh chị, xiên que nướng ha. Thank you so much. Enjoy chicken satay. Ngon quá, hấp dẫn quá. Em cô chú anh chị, hai cái ba cái xiên thịt gà, rồi có hành tây, rồi có dưa leo, rồi có sốt. Em mời cả nhà ăn chicken satay chung với Mai nha. Nấm ngon, mà nó hơi ngọt một chút, hơi ngọt. Mày coi xong phim rồi bây giờ chán quá, chuẩn bị sign in wifi của máy bay của chúng chị ha, để sử dụng wifi. Đây do Mai là hình như hãng business nên thành ra là mình không có phải trả tiền wifi nè. Mày thấy Mai vô wifi được rồi đây. Yeah, vô wifi được rồi. Đây, giờ mà ăn trưa nha. Đây, bữa ăn ngày hôm nay có gì đây? Bây giờ bạn ấy đang dọn bàn cho Mai nè, thấy không? Mai thích nhất là ở đây là có cái khăn trải bàn ha, sạch sẽ. Đây là cục bơ. Bơ này không còn hình bông hoa nữa rồi. Đây, lúc mới đưng ra Mai cũng không biết cái này là cái gì luôn. Mai phải lôi cái sách ra Mai đọc coi nó là cái gì đây. Đây là cái này giống như là lương xông khói gì cho mày nè cô chú anh chị. Cái này là được cuộn bằng cái lá cải. Cũng ngon á ha, chua 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 mặn mặn. Đây là cái cải salad. Thank you. Đây là hot radish. Mời các cô chú anh chị ăn chung với Mai. Mai Mai lại ăn bánh mì bơ tỏi. Đó, cái đây là món mà Mai khoái nhất á. Ngon. Sệt bát nha cô chú. Dạ, Mai có mì đây cô chú anh chị, mì tới rồi. Đây là bún gạo hải sản chứ phải là mì. Bún với nước ha. Thank you. Wow, đây có chén nước tương nhìn ngon quá. Thank you. Thank you so much. Đây, bún gạo hải sản. Đây là nước tương ớt nè, hấp dẫn ha. Mời các cô chú chị ăn bún gạo chung với Mai nha. Đây, trong tô bún gạo này có hai con tôm, có sò điệp, có cá và có rau cải thìa. Sao mà mỗi lần lên máy bay là mình ăn dữ lắm cô chú chị, mặc dù mình no nhưng mà mình cảm giác đói nhưng cái bụng mình no. Thừa được mỗi mấy cọng bún của chú chị ha. Mặc dù là cái tô này nó hơi nhạt nhưng mà thôi, nói chung là cũng hợp khẩu vị mình hơn là đồ ăn Tây rồi. Và Mai đói nên mình ăn sạch luôn rồi. Đây bây giờ là chế tráng miệng của chú chị. Đó. Họ bán, họ không có bán, họ phục vụ là cái kem hazelnut với lại, đây là kem hazelnut nè. Với lại cái bánh, bánh hạt đó của chú chị. Mai muốn ăn hai cái luôn với lại một cái là cheese gì đó nhưng mà Mai không ăn. Thank you so much. Đây, bánh hạt đầy. Hấp dẫn không? Ăn hai loại luôn nha. Đây, trước tiên Mai sẽ ăn kem. Để không ăn kem nó chảy. Đây. Kem ngọt. Nhưng mà cái mứt đó thì nó chưa chua. Mai nghĩ là Mai sẽ thích ăn cái bánh này hơn. Bánh này nó núng nính rồi cô chú chị thấy không? Nó núng nính rồi. Thấy không? Rất là mềm ha. Ngon bạc cố luôn. Còn cái bánh này ngon lắm nha. Hồi nãy thì đang kem không thôi mà Mai quyết định là Mai thử cả hai. Rất ngon. Ngon quá. Đây là cái mứt. Táo.
Còn kem thì mang một nửa thôi. Đây là nước trà với nước ngọt của Mai. Mai lại đi ngủ với chú chị. Ở trên máy bay này thì chỉ có ngủ rồi ăn rồi uống rồi coi điện thoại, coi phim thôi cô chú chị. Lại tới giờ ăn hay uống gì nữa rồi kìa. À. Đây hai bạn này đang đứng chuẩn bị phục vụ đồ ăn nè cô chú anh chị. Bữa nay không biết là cho mình ăn cái gì nữa đây. Mày cũng hơi đói đói rồi đó. Anna, can I please have the apple juice too? Apple juice? Yes, thank you. Mày muốn uống nước táo cô chú anh chị. Mai sẽ ăn mì. Và bạn nó đang phục vụ mì đây. Bữa ăn này là bữa ăn cuối cùng ở trên chuyến bay này rồi. Không còn bữa ăn nào nữa đâu. Đây. Nhìn rất là hấp dẫn. Dẫn cô chú chị ha. Ngon quá nhưng mà mình vẫn muốn ít nước tương nữa. Để mình hỏi bạn coi có không. Nước táo của Mai đây. Mai mới xin miếng nước tương thì chị mang nước tương ra cho Mai nè. Đây có mì này có tôm nhưng mà chú chị lại cải xào. Ngon quá. Đây Mai ăn xong rồi. Trời cô chú chị nhìn thấy màu tóc Mai bu xù. Cứ nằm rồi ngồi rồi nằm rồi ngồi ha. Mai có ly trà nóng nè Mai. Chuẩn bị hạ cánh rồi cô chú anh chị ơi. Nôn quá. Rồi Mai đã hạ cánh xuống sân bay New York rồi cô chú anh chị. Kết thúc một hành trình qua ba châu lục ha. Châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Khá là dài. Đây mọi người đứng dậy lấy hành lý hết rồi. Máy bay đã mở cửa, chuẩn bị mở cửa rồi đó. Hành lý của Mai để dưới nên thành ra tiện lắm. Không cần phải đứng dậy lấy. Đây Mai mặc áo lạnh vô rồi cô chú anh chị thấy không. New York mà lạnh lắm. Mấy anh chị này cũng mặc áo lạnh vô hết rồi đó. Đi thôi. Cửa mở rồi. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Một hành trình quá dài của chúng chị ha. Đi qua ba châu lục là châu Á, châu Âu mà bây giờ là châu Mỹ. Mai đã tới nhà, tới New York ha. Ông xã thì đã đứng sẵn ở cái cell phone lot rồi. Nên thành ra là bây giờ ra tới hải quan là Mai sẽ gọi ông xã Mai. Hiện tại thì mình làm thủ tục hải quan, mình còn lấy hành lý cũng còn lâu lắm. Đây, mặt mũi bơ phở hết trơn. Ai cũng đi hối hả hết. Mình đi chậm hơn ta, chân mình ngắn hơn. Đây nó có ba bảng này mà Mai thấy nó không có rõ gì hết. Mai không hiểu luôn, thôi kệ đi. Những cái line này là cho những khách khác nhau thôi. Ví dụ như là mình là công dân Mỹ hoặc là mình định cư ở Mỹ nè. Đây cô chính chị ơi, hôm nay vắng ghê ha. Vắng lắm, không có nhiều người. May mắn quá. Đây, hành lý ra rồi cô chính chị ha. Đó. Chưa thấy hành lý của mình thôi. Mai kêu anh chàng này là chuẩn bị lấy hành lý giùm Mai. Anh nói là bạn mày có bao nhiêu gượng hành lý, nói có 2 kiện thôi. Anh nói vậy 18 đồng cái xe này lận, hay lấy cái xe nhỏ đi. Mày nói thôi có đâu sao đâu. Đây. Hôm nay thủ tục hải quan nhanh, kinh khủng nhanh của chú anh chị ha. Mai không ngờ nó nhanh đến vậy luôn á. Đây anh chàng này nói là bây giờ là mình không có cần phải đi scan qua một lần nào nữa của chính chị ha. Có nghĩa là trong hành lý của mình không có đồ ăn, không có này nọ đó, thì mình không có cần phải scan. Chỉ cái trừ khi nào mà hành lý mình có đồ ăn thì mình mới phải scan một lần nữa thôi. Vậy là mình lấy hành lý xong là mình đi ra rồi đó. Nhanh quá. Mai thấy một cái hành lý của Mai rồi đó. Cái cựu màu đỏ đỏ đó thấy không. Yes, two of them, the red one and the box. Ok, hai cái ra luôn rồi. Đây cái thùng này là yes please thank you. Rồi xong đây, anh này anh đang nói chuyện với chồng Mai để ảnh cho chồng Mai biết chỗ nào dễ dễ đón ha. Mình đâu biết chỗ nào đâu. Chồng Mai nói là không biết cái anh chàng này anh nói cái gì luôn ạ. Chồng Mai cũng không biết là chỗ nào là chỗ đón của Uber nữa, nhưng mà ổng sẽ tìm ra. Tại vì anh chàng này cũng là người nhập cư giống như mình đó cô chú anh chị, nên tiếng Anh của anh cũng như gió và tiếng có tiếng không giống Mai vậy đó. Anh này anh làm ở sân bay, anh quen hết mọi người, đi đâu anh cũng chào hết. Chào từ hải quan sân bay, chào cảnh sát, chào cho tới người quân bác. Wow, ra được thấy ánh mặt trời New York rồi, mừng quá.
trời ơi, xa nhà cũng gần cả tháng rồi nha, gần 4 tuần. Dạ. Trời hôm nay không lạnh lắm cơ chú anh chị. Anh đẩy ra đây cho Mai luôn ha. Đây, hình như cái này là 18 đồng thì Mai cho ảnh 18 đồng luôn, là 36 đồng tất cả ha. Tại Mai có bao nhiêu tiền lẻ thì Mai cho ảnh hết. Cái Mai nói với ảnh là xin lỗi mày nha, tại vì tao đưa mày nhiều tiền lẻ quá. Anh nói không sao, tiền là tiền thôi, lẻ chẳng gì cũng vậy. Mai nói ừ, hồi xưa tao làm ở tiệm nail thì cũng tiền lẻ, nhưng mà tao cũng có tiền là tiền thôi. Mai thích cái dịch vụ ở Mỹ này là giống như là họ không có vội vã của chú anh chị ha. Họ phục vụ mình là từ đầu đến cuối luôn, có nghĩa là đợi tới khi bọn xã mình đón khiên phụ lên luôn. Chứ ở Việt Nam mình là cứ để cái hành lý lên đưa cho mình tự đẩy ra ngoài không à. Nếu như lại với mình chỉ có được có khoảng 100-200 mét vậy thôi. Cái này là ý kiến cá nhân của Mai, thì Mai thấy ở đâu tốt hơn thì Mai nói vậy thôi, chứ Mai cũng không phải chê bai gì nha cô chú anh chị, đừng có hiểu lầm. Ông xã Mai không có đi tới chỗ Uber này đón được, nên ông xã Mai phải nói là đi tới chỗ C4, chỗ mà mọi người đón á. Trời trời, anh chàng này anh làm khó, tại vì thật sự là mình đâu có biết chỗ đó anh sân bay rõ như là những người làm ở đây hay là những người chạy xe ở đây đâu. Nên là chồng mình phải quẹo, phải đi thêm một vòng nữa. Đây mình tới C4 rồi đây. À, mình thấy ông xã Mai rồi kìa. Đó ta. Chồng mới nói mày ốm hơn đấy, ốm hơn khiến khô. No, no, I'm fine. Yeah, I like these on you. You're sexy. Okay. Đây, về nhà thôi cô chú anh chị ơi. Nôn nao quá, về nhà gặp con, gặp bà nội. Gặp chồng rồi ha, bây giờ về nhà gặp con với gặp bà nội đây. Your Uber's here, honey. This is my Uber driver. Đây là tài xế Uber của Mai nè. Do this again. Chồng Mai nói là hôm qua chồng Mai đem cái xe của Mai đi rửa nhé, đi đổ xăng. I got your car back from being repaired. And yesterday I took it to the car wash. And I took it for gas, but I was like, please don't let anything happen to this car, please. I just got it back from being repaired before my wife gets her car back. Please. Okay. Ông xã Mai nói là ông xã Mai phải. Before I put it in the garage, I got out three times to make sure I had enough room on all sides of the garage. Nothing in the way, nothing in the front, no problems. Okay. Woo. I'm not driving that car anymore. Ông xã Mai nói đó là tại vì hôm bữa ông xã Mai là chạy xe của Mai xong rồi bị quẹt kiến xe rồi bị đụng vô cái bumper, thế là phải sửa cái xe của Mai. Cô chú anh chị biết là cái xe đó chỉ có những cái vết chày nhỏ vậy thôi mà hết mười mấy ngàn luôn. Nên ông xã Mai hôm qua đó đem xe của Mai đi rửa, đi đổ xăng. Xong rồi lại trời lại Phật là đừng có ai đụng tôi nha. Tôi chỉ mới hả, cái xe này chỉ mới đem về từ cái tiệm sửa xe, từ cái dealer Bentley thôi. Nên là đừng có đụng tôi, làm ơn nha. Tao hứa là tao sẽ không bao giờ chạy chiếc xe này nữa. Tại vì mỗi lần tao chạy á, I only go one mile, all together, all that's it. Nếu mà có chuyện gì xảy ra là hả, tính bằng hơi bị nhiều tiền. Did your viewers know identity of car, honey? Now they know. I had to fix while you were away. Ông xã mày hỏi là ủa vậy khán giả của em có biết là anh đã làm chạy xe của em không? Cái mày nói chứ bây giờ họ biết rồi, ok. Đáng đời ai biểu làm chạy xe của Mai sửa hết mười mấy ngàn luôn, nên giờ sợ lắm. Please please đừng. I am not driving that car anymore. Ông nói là ông không bao giờ chạy cái xe của Mai nữa đâu. But if I damage it, you still have to fix it. Nhưng mày nói là nếu mà Mai làm hư nó thì ông xã mày vẫn phải sửa thôi, chuyện bình thường, muốn chạy cứ chạy thôi. Đấy, từ nhà Mai về từ đây về tới nhà Mai là khoảng 2-3 tiếng của chính chị hai. Nếu mà không kẹt xe thì khoảng 2 tiếng hơn, còn nếu mà kẹt xe thì có thể là 3 tiếng hơn, tùy có thể 4 tiếng không chừng, đó là tùy tình hình ha. Wow, cái cầu đẹp chưa cô chú anh chị, cầu này thật là hùng vĩ ha. It's a beautiful bridge, isn't it? Yes, quá trời đẹp luôn. Đây, giờ Mai đang ở trên cầu nè, cô chú anh chị thấy không? Hồi nãy Mai đang dưới cầu mà giờ Mai đã leo lên được cái cầu này rồi. Quá trời, cầu dây văng cao ơi là cao luôn.
Để bây giờ gia đình Mai sẽ đi ăn phở của chú anh chị ha. Ghé cái trên đường về sẽ ghé đi ăn phở. Đây, vô ăn phở của chú anh chị, mời cả nhà đi vô ăn phở chung với vợ chồng Mai nha. Đây là quán phở Today, phở quen thuộc. Không quen lắm nhưng mà lâu lâu cũng ghé đây ăn phở nha cô chú anh chị. Đây, quán phở này rộng lắm cô chú anh chị ha. Đó. Khá là rộng. Hôm nay chồng Mai xin ngồi kế Mai á. Ok, lâu lâu nể tình lắm mới cho, đáng lẽ không cho đó. Nói xấu ông không biết tiếng Việt, kệ ông đi. Đây cô chú anh chị thấy không? Khi mà về tới Mỹ cái là thấy cộng giá đó, chà bá lửa liền ha. Lá rau quế nè, cũng khổng lồ chứ. Không có giống như Việt Nam mình ha. Mà ngó vậy chứ Việt Nam mình thì nó cũng thơm mà ngon lắm. Thấy không? Khác biệt hẳn. Mai thì uống ly trà, này là ly trà thứ hai nè, cô chú anh chị thấy không? Mày uống hết một ly rồi nè, cạn ly luôn nè. Đó. Mai rất là thích uống trà nóng, uống không hết thì Mai đem lên xe Mai uống tiếp. Lần nào mà đi sân bay về thì hai vợ chồng Mai cũng ghé tới đây để ăn phở hết á. Tại vì cái quán này nó trên đường về nó cũng tiện. Đây là phở em bé nè cô chú anh chị. À, nãy là Mai á là ăn ngó cái tô phở này là phở người lớn nè, phở này là phở bình thường ha. Đó. Thì Mai nhìn thấy Mai nản quá, cái Mai coi cái phở em bé mà phở em bé không có bò, không có cái món phở tái, chỉ có phở bò viên thôi. Nhưng mà Mai hỏi chị là có đổi Mai qua phở tái được không? Thì chị nói được. Nè, phở em bé nè đó ha, size vậy nè. Còn phở này là phở người lớn nè. Nhưng mà nhìn ngon cô chú anh chị ha, nhìn có hấp dẫn quá trời luôn á. Nhìn nè, hành Mai nhúng cái này xuống cho nó chín. Mai cũng nhúng cho chồng Mai luôn. Chồng Mai thì đi bathroom rồi. Đây, Mai lấy hành hành tây này. Mai không thích ăn hành tây đâu cô chú anh chị. Đem qua để cho. Đó. Để qua cho ông xã ăn. Còn Mai thì sẽ lấy giá bỏ vô. Ông xã Mai thì hình như không ăn giá hay sao cô chú anh chị. Sau này rồi thì hình như có ăn nhưng mà ăn ít hơn Mai ha. Mai thì thích ăn giá nhiều hơn là ăn bún. Tại vì thích ăn rau rác hơn, healthy hơn. Để Mai, ổng chưa có ra, Mai lén lén mở miếng bún vô tô của ổng. Xong rồi, kế hoạch của Mai đã thành công tốt đẹp. Tô phở của chồng Mai nó càng to thêm. Ổng không biết đâu, ổng ra mà ổng biết là ổng sẽ la mình chết. Tại vì ổng nói ổng đang giảm cân mà mình cứ bỏ vô cho ổng thêm. Đó, ra rồi đó. Làm bợ làm lơ, không biết gì nha. Ok, sit down and eat. Thank you, honey. Chồng mới nói là tô phở bự quá. Không biết gì hết à. Giờ ông phải làm việc nữa, sửa cho khách hàng mà. Chạy đi. Đây Mai ăn xong tô phở nè cô chú anh chị. Thấy không xả mấy không? Vừa ăn vừa làm việc nữa. Ăn nãy giờ để tô phở nguội lạnh luôn, cũng chưa xong nữa. Khổ dễ sợ luôn á. Đó, nếu mà đi với ông xã Mai thì lúc nào cũng vậy cô chú anh chị. Là lúc nào cũng bận rộn làm việc. Nên nhiều khi mình đi chơi với gia đình cũng vậy nữa. Thỉnh thoảng mà có công việc là vẫn phải nghe điện thoại nha. Trời cô chú anh chị nó rẻ dã man luôn nè. Có 55 đồng, nó 55.000 Việt Nam rất quen ha. Tại vì á là Mai có hai phần to go cho con gái của Mai nè. Một cái là thịt cơm của em bé. Tại vì ba mẹ con ăn ba phần em bé quá trời rẻ luôn. Còn có hai cái bánh lăng nữa. Rồi em thấy thấy hơi bị áy náy quá chị. Tại em thấy sao nó rẻ quá. Thì vậy mà, biết thì vậy mà. 55 đồng 76. Mày nói chả mày ấy nấy quá, tại sợ chỉ lỗ mà vậy nói không. Tại vì cái phần em bé là ít thì nó ít tiền thôi, đâu có gì đâu. Cũng ngại rồi chứ chị. Cái 55 đồng 76 cent á. Nè ông xã Mai ăn xong rồi. Mới làm xong, mới cúp máy luôn á. Phải ngồi chờ cho ông nói chuyện xong. Nữa, gọi nữa. Ok. Please carry that one, please honey. My client says I speak really quick, but I don't know if he's plugged through and making mistakes. Go! Please carry that stuff, please. Oh. Mày nói xã Mai xách giùm Mai cái bịch đó đi. Tại vì Mai giá xách cái vỏ của Mai bự lắm ha. Một tay lấy nước trà, một tay quay phim nữa chứ. Ông xã Mai nói là ông xã mình mừng mừng Mai quay trở về ha. Tại vì ông xã Mai cảm thấy mệt mỏi khi mà phải tra tấn muội với Ngân rồi. Bây giờ muốn tra tấn Mai thêm nữa. Ui. Bây giờ thì Mai sẽ đi qua bên kia để lấy trà sữa nha. Trà sữa Mai order trên điện thoại, trên app rồi. Mình sẵn tiện lấy trà sữa ha. Ghé đây mà không mua trà sữa là có lỗi với bản thân. Mai thì Mai thích uống trà sữa đặc, nghĩa là đậm vị của chú chị ha. Giống như Mai thích uống Phúc Long vậy này thì hơi đậm so với Mai rồi. Nhưng mà Mai thích uống trà sữa là phải có vị hơi nhặn nhặn của trà. Và phải có mùi thơm của trà giống như vậy của chú chị. Thì cái trà sữa Công Phu này là uống mình cảm nhận thấy là mùi thơm của trà.
cái vị đậm đậm hơi chát chát của trà và nó béo đó. Thì đây tại sao mà Mai thích Kung Fu, Mai giải thích nhiều chuyện với mọi người là vậy đó. Đây Kung Fu tea. Order rồi, bây giờ chỉ vô lấy thôi, cũng nhanh lắm. Không có ai ở đây hết ta. Đó, có đây cô chú chị ha. Cảm ơn nhiều. Ông xã Mai cũng sẽ ghiền cái này lắm luôn nè. Thế nào cũng xin uống. Đây một buổi chiều khi Mai về nhà thì trời rất là đẹp ha, không có lạnh. Mỹ chào đón Mai rất là nhiệt tình. Khoảng một tiếng nữa thì Mai sẽ về tới nhà thôi, không tới một tiếng đâu. Đây chồng Mai thì lôi trà sữa của Mai ra uống rồi đó. Mai thì no quá uống không nổi vậy. Ghiền ghiền chứ em không sáng không mở trà sữa ra uống đi, nó muốn xin uống. Đây Mai về tới khu nhà Mai rồi cô chú anh chị ơi, mừng quá. Sau bao nhiêu ngày tháng xa nhà bây giờ đã về tới rồi. Con đường quen thuộc ha. Mà bây giờ cây cối gì kể chuồng hết rồi, không có lá không có gì hết trơn. Xe Mai đã về. Ông ơi mừng quá về tới nhà rồi cô chú anh chị ơi. Quá mừng luôn. Ông xã Mai phải cầm trà phụ Mai. Hello. Hello, hello. Oh. Hello. What are you doing? Quần nó đâu ra vậy con? Ê trời sao nó dài dữ vậy sao? Con không mua cái quần nào nhỏ hơn? Bự quá vậy? Vậy trời ơi, so big for her. Oh my god. Mà mua cái khác nhỏ hơn con. Đó, phong cách hip hop á, cô chú anh chị ha. Đây Ray nè cô chú anh chị ơi. Hey Ray, chỗ sao nó mập dữ vậy con? Càng ngày càng mập vậy. Trời ơi là trời. Is it get bigger now honey? Oh my god, nó trốn rồi, nó trốn rồi. Oh my god. Để Mai giúp ông xã Mai khiêng đồ coi. I help you honey. I don't think so. Why? No, I got this honey. No, I help you. Honey, I got this. It, no. How can it so heavy? It's really heavy honey. Ồ, oh, cái giỏ này nó nặng lắm cô chú chị ơi. Wow. I can't believe they put this in the airplane. Thảo mày nói không tin được là họ cho phép cái giỏ này nặng vậy mà bự vậy mà đi lên máy bay. Ông xã mày nói bà nội thử thử khiên thử này thôi. It's really heavy. It looks heavy. I'm not gonna even try. I need my. Ông xã mày hỏi bà nội thử thử. Khiêng nó lên kìa. 1, 2, 3. It's really heavy. It's a really big bag. I've never seen this. Yep. Hey. Have to wait. Cái này đỡ hơn. What's in here? Food. Bedroom? Food. I'm not from the bedroom. And souvenir. Thank you, honey. Đây Mai lôi đồ ăn ra cho Ngân đây. Đây, ông xã Mai nói là để chỉ Mai coi. Ok. Oh my god. Who tie your hair? Oh beautiful. Coi em xíu muội cột tóc nè. Con chào ba cô chú đi. Con chào ba cô chú. Đó. Ok. Đâu có gì đâu. Xíu muội cột tóc dễ thương không này cô chú. Đó, xíu muội điệu chưa? You miss me? Give me a big hug. Ôi my god. Này ông xã Mai chỉ cho Mai nè, trong thời gian mà Mai đi Việt Nam á là ông xã Mai làm đủ thứ ở nhà cô chú anh chị.
Đó, gắn cái cửa trong phòng làm việc cho Mai ha. Hồi xưa cái cửa này là không có cửa ha. Bây giờ là có cửa đây, Mai có thể đóng cửa lại, Mai có thể ghi âm, Mai có thể không ai làm phiền được Mai hết á. Ông xã Mai để cái thảm mới cho Mai dưới đây nữa, tại vì thấy bữa cái thảm nó cứ chạy vitraza, tới. It's called vitraza. 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 It's Italian. Okay, it's glass. Đây it's là glass. Cái miếng thủy tinh ha. It's stems. Ừ. Để cho Mai ngồi cái ghế này nè, để mình không có bị. It's special glass, honey. Very, very, very powerful. Okay, thank you, honey. It spins. Đó, ông xã Mai thì lúc là tranh thủ lúc vợ đi là tranh thủ là làm hết những cái gì cho nó đẹp cái nhà cho vợ đó, phải không? Để vợ về sẽ ngạc nhiên, đây còn vẫn còn một ít thùng quần dớ ha. Này, cửa phòng ông xã Mai giờ cũng có cửa luôn rồi đây. Yes, Granny. Bà nội hỏi Mai có thích cái phòng không? Đây, Ngân ăn cơm sườn, Ngân nói ngon lắm. Ngon không con? Ngon, thấy chưa? Ngân nói là lâu lắm rồi mới được ăn đồ Việt Nam á. Trời ơi, nó... Bà Nghiệp dễ sợ không? Đây, cô chú anh chị ơi, cái vali của Mai nó nặng 31kg luôn. Nên lần này ông xã Mai sẽ để lên trên cái cầu thang. How can you do that? Oh, you're gonna break the chair. No, no. There's a weight limit on the chair. No, we're below the weight limit. Don't worry. Can you? No. Ông xã Mai dùng cái ghế này để khiêng cái vali lên trên cầu thang. Cũng thông minh hết sức luôn nha. That's pretty amazing. Yes. Ok, good job honey. Sư muội nói là thậm chí là mèo Ray nó cũng có thể hơi bị, nó không biết cái chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Nó cứ đứng nó nhìn hoài. Wow. Bà nội cũng đứng đây nhìn. Đây, Mai thì kéo cái vali nhỏ, ông xã Mai khiêng cái vali to vô. Wow. Ông xã Mai đóng cho Mai một cái bàn trang điểm mới rồi cô chú anh chị. Wow. Thấy không, chịu không đời ạ. Không nổi ổng nữa. Thích xài tiền. Wow. Muốn làm cho vợ bất ngờ. Thấy chưa? Đẹp chưa? Ông xã Mai nói lúc nào cũng nói là cái bàn đang trang điểm này á là nó không có, nói chung là không có tốt. Cứ nói Mai là dục đi, đừng có xài cái bàn này nữa, nhưng Mai nói không, Mai xài được rồi. Mà vậy mà cũng nhất định đóng cái bàn mới nữa, thấy chưa? Đẹp quá ha. Cũng đẹp. Wow. Đẹp quá. Rồi ông xã Mai nói là ông xã Mai tự order cái đèn này từ Amazon đó ha. Còn cái bàn này là đặt người ta đóng. Trời, chịu đời không thấu với ổng luôn. Đó. Hay Mai đang nấu phở cho xíu muội của chú anh chị ha. Hai bạn đó giờ thèm đồ ăn Việt Nam lắm rồi. Ngồi xuống. Cô chú anh chị là Mai vừa mới để cái này ra mà tụi nó khóa kích. Ngồi xuống ăn đàng hoàng đổ vậy. Để mẹ nói. Từ từ. Cái này là của bà ngoại nè. Ok, cái này là của bà ngoại cho hai bạn nè nha. We're gonna be rich. Đó, của bà ngoại đó. Còn cái này là của bà Sáu nè. Này của bà Sáu nè. Mẹ không biết. Còn cái này là của Trúc Nhi nè. Ok, Trúc Nhi. She gave us $100. Oh my god. Yeah, we're rich. Nó giàu rồi, bà ngoại cho nó 100 đô nó giàu rồi. These $100 cannot be used on robots. Okay, I'll use them on fashion. Ông xã mày nói là không được xài trong chơi game. À, bà sáu. Okay. I'm a little bit nice. It's, I don't know. $2. She gave us a $2 bet. Oh, xíu muội cũng mừng đó, xíu muội coi thái độ của xíu muội. They don't make it anymore. Nó kêu là người ta không có sản xuất cái đồng $2 này nữa đâu. Cái đồng này quý lắm á. Trời ơi. Nó nói là tụi nó giàu rồi. Oh man. How many dong is that? Đó. 1, 2, 3. Đó là đồng đó. 10,000. I think it's
10,000? Yeah. 100,000. We're rich. Nó kêu tụi nó giàu rồi, có chứ gì? About a dollar. No. About $5. Wow, we're so rich. You can buy a lot of things with $5 in Vietnam because things are cheap in Vietnam. Yeah. Ừ, tụi con mừng không? Vui không? Yeah. Cảm ơn bà ngoại với bà Sáu đi. Cảm ơn Trúc Nhi nữa nè. Cảm ơn Trúc Nhi, muội. Cảm ơn Trúc Nhi. Honey, I'm running out. Đúng rồi, vậy. Đây, bà Sáu đó. Bà Sáu cho con $2 đó. It says right on there. Mm. With your finger waves. Jefferson. That's Jefferson? Mm. I'm gonna go to Vietnam and I'm gonna buy K-pop album with you. À, nó nói là nó sẽ đi Việt Nam, nó mua cái K-pop album, là cái album của nhạc K-pop á. Với là những số tiền này nè, cô chú anh chị coi chịu đầy nổi không? Còn Ngân thì cứ ngồi cầm cái tờ 100 đồng. Hửi hửi. Hửi. Ghê thiệt, ghê thiệt. Are you happy guys? Money, money, bum bum. Ghê thiệt, ghê thiệt. No. Where did they get the money from? You can spend it in Vietnam, you can spend it on Daiso. Con nói lại đây, con cảm ơn bà ngoại. Con cảm ơn bà ngoại. You'll be going this summer. Cảm ơn bà Sáu. Mom, take the chair. Cảm ơn bà Sáu. Xin muội cảm ơn Trúc Nhi. For God's sake, take the chair, mom. Cảm ơn Trúc Nhi. Cảm ơn Trúc Nhi. Đúng rồi, còn Ngân, con nói đi, con cảm ơn bà ngoại. À, con cảm ơn bà ngoại, bà Sáu và Trúc Nhi. Đúng rồi, giỏi. Yeah, à, cô chú anh chị ơi, thì video của Mai ngày hôm nay cũng tới đây cũng xin được kết thúc ha. Cảm ơn cả nhà đã cùng với Mai đi một chặng hành trình rất là dài từ Việt Nam qua tới Mỹ. Bây giờ thì Mai cũng đã về tới nhà an toàn rồi. Xin cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn trong năm 2023 ha. Xin tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Hôm nay sẽ xin tạm biệt mọi người. Glad to have you home.